B nha các bạn. Câu B. N I H bằng N B A. Đó. Rồi các bạn nhìn vào N I H. N N I I H là góc này. Đây. N I H là góc góc này. Được chưa? Bằng N B A. N B A là góc góc này. Góc này. Thì các bạn nhìn giúp lợi nè, cái góc này nè nó sẽ bằng cái góc NAH, được chưa? Bởi vì hai góc này nè cùng chắn một cung cung H, NH, được chưa? Vậy các bạn phải chứng minh tứ giác này nội tiếp được đường, nội tiếp được đường tròn, và góc này nè bằng góc này bởi vì tạo bởi tiếp tuyến nè và dây cung, còn góc này nội tiếp nè, các bạn thấy không ạ? Đó, góc này bằng góc này, lý do góc hợp bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn cung AN. Vậy bước đầu tiên ta phải chứng minh tứ giác này, xét tứ giác này nè. Xét cái tứ giác AINH ta có AIN bằng 90 độ giả thuyết, và AHN bằng 90 độ giả thuyết. Từ đây suy ra hai góc này có đặc điểm gì ạ? Đối nhau nha các bạn, đối nhau nên cộng lại bằng 180 nha. AHN cộng AIN bằng 180 độ. Suy ra tứ giác đó AINH nội tiếp đường đường tròn. Lý do tứ giác có hai góc đối bù nhau, hoặc là tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Từ đây suy ra góc NIH bằng NAH. Lý do gì ạ? À? Hai góc nội tiếp cũng chắn một cung NH. Từ đây suy ra điều gì ạ? À? Và xin lỗi, và hoặc là mà. Hằng này NAH. Góc này nè được tạo bởi tiếp tuyến nè. Và bằng góc này nè, góc nội tiếp nè cùng chắn cung AN, vậy bằng góc ABN. Lý do góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn cung AN. Từ đó suy ra đây bằng đây, vậy là NIH bằng ABN đều phải chứng chứng minh. Ok không ạ? Ok.